Tất cả mọi người, mình là Lê Hữu Hoàng, mình đến từ Quảng Ngãi. Thì gia đình của mình rất là thích uống trà gừng, và thông qua một số người thân thì giới thiệu mình đến là trà gừng Hồng Phát. Nhà mình có uống thử và cảm thấy trà gừng Hồng Phát rất là thơm ngon, và mình có tìm hiểu thêm thì trà gừng Hồng Phát thì được sản xuất từ 100% gừng tự nhiên, và không có một chất bảo quản, chất tạo màu hay là vị gia nào khác, nên mình rất là yên tâm về chất lượng sản phẩm của Hồng Phát. Hôm nay thì mình cũng có giới thiệu đến các bạn đó là về cách để pha chế một ly trà gừng thật là rất là thơm ngon, bổ dưỡng và đơn giản nhất. Thì đây thì mình có chuẩn bị sẵn một gói trà gừng Hồng Phát. Thì mình nhìn lên trà gừng Hồng Phát thì trà gừng Hồng Phát có rất là nhiều tiêu chuẩn chất lượng mà được cung cấp, giống như là hàng Việt Nam chất lượng cao, tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hay là tiêu chuẩn của Bộ Y tế, nên mình có thể an tâm. Và Hồng Phát thì cũng đã xuất khẩu ra rất là nhiều nước trên thế giới rồi. Đầu tiên thì đó là mình xé cái trà ra. Đây có một thức sẵn để mình xé cho nó chuyện đơn giản hơn. Đó. Đó là mình thêm một ít nước ấm vô. Đó là mình đo độ khoảng tầm theo như hướng dẫn thì khoảng 50 ml, nhưng mà mình có thể hơn một tí hoặc ít hơn một tí không sao. Nếu mình thích đậm đà thì ít hơn một chút. Rồi mình khuấy lên. Khuấy một chút thì trà gừng chúng ta tan hết, thì chúng ta đã có một ly trà gừng rất là thơm ngon. Thơm. Gừng rất là tự nhiên, mùi giống như là ở nhà làm vậy á, và uống vào thì mình cảm thấy rất là thoải mái. Trà gừng này có thể giúp mình là khi bị cảm có thể giúp mình giải cảm. Nếu như những người nào bị tiêu hóa kém thì có thể giúp cho người đó tiêu hóa tốt hơn, và có nhiều công dụng khác. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video.